Ngày 16 tháng 10, Hội chữ thập đỏ thị trấn Ấp Phú phối hợp với công an thị trấn bàn giao nhà tình thương cho ông Lê Thanh Hải, hộ còn cảnh khó khăn về nhà ở ngụ khóm An Hưng. Căn nhà có diện tích 32m2, trị giá 40 triệu đồng. Do công an thị trấn và Hội chữ thập đỏ địa phương vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương nhằm giúp hộ dân có chỗ ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động xã hóa, công an thị trấn và Hội chữ thập đỏ địa phương trao tặng phần quà trị giá trên 500.000 đồng, gồm một cây quạt và 10 kg gạo.